Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng luyện tập rung các nốt liền nhau. Và trước khi đến với việc rung các nốt liền nhau thì mình muốn các bạn tìm được một cái vị trí ổn định cho cánh tay trái đã. Để có thể tìm được vị trí ổn định đó, chúng ta nên rung ở các dây khác nhau. Như buổi trước là chúng ta đã rung một đoạn nhạc đơn giản ở trên dây mi. Thì hôm nay chúng ta sẽ rung ở trên tất cả các dây khác nữa. Khi chúng ta cố gắng để rung được trên cả 4 dây như vậy thì tay trái của chúng ta sẽ có xu hướng là linh hoạt hơn. Điều này sẽ rất có ích khi mà chúng ta luyện rung các nốt liền nhau. Bây giờ vẫn là giai điệu đó, chúng ta sẽ cùng kéo trên dây la. Các bạn lưu ý là khi chúng ta di chuyển để có thể rung ở các dây khác thì phần khuỷu tay của chúng ta sẽ có xu hướng là đưa ra và đưa vào. Ví dụ như khi chúng ta đưa khuỷu tay vào trong như này thì chúng ta sẽ có xu hướng ấn ở trên dây son. Và khi chúng ta đưa ra ngoài như thế này thì chúng ta sẽ có xu hướng ấn trên dây mi. Và cũng như vậy, để chuyển sang dây la, dây re thì chúng ta sẽ dịch chuyển để có được cái vị trí thuận lợi để chúng ta ấn ngón. Để có thể dễ dàng di chuyển thì phần ngón cái của chúng ta sẽ không túm chặt. Cái chúng ta túm chặt thì chúng ta di chuyển sẽ cảm thấy khá là mỏi ở cái phần này. Nên là ngón cái của chúng ta sẽ chỉ đặt vào đó và nó sẽ rất linh hoạt và sẽ có thể xoay lên, xoay xuống, chứ nó không chỉ cố định một điểm này. Khi chúng ta đưa dây son thì ngón cái nó xuống, hạ xuống như này. Khi chúng ta đưa dây mi, ngón cái nó xuống hay đưa lên một chút. Đó. Để làm được điều đó thì phần giữa ngón cái và ngón trỏ chúng ta sẽ chỉ đặt vào một lực vừa phải thôi. Đấy. Tiếp tới là dây rê. Khi chúng ta luyện rung ở những dây khác nhau thì các bạn cần quan tâm nhiều đến lực nhiếp vĩ. Càng về những cái dây có kích thước lớn, như các bạn nhìn thấy dây son sẽ là có kích thước lớn nhất, dây mi là nhỏ nhất, thì càng những dây có kích thước lớn thì chúng ta sẽ càng có xu hướng làm nhiếp vĩ mạnh hơn. Nó làm nhiếp vĩ mạnh hơn nhưng cũng đừng gồng quá nhiều. Chúng ta sẽ vừa kéo và vừa nghe để điều chỉnh lực nhiếp. Như những cái dây có kích thước lớn là dây re và dây son này thì khi chúng ta kéo nó sẽ có xu hướng là rung mạnh hơn, nên việc chúng ta biết vĩ vào nó sẽ giúp kiềm chế được cho cái vĩ của chúng ta không bị nảy, và tiếng đàn của chúng ta cũng sẽ được chắc chắn hơn. Còn lực miết là bao nhiêu thì các bạn sẽ cần phải là người kéo và chủ động điều chỉnh để có thể ra được cái âm thanh như các bạn mong muốn. Cuối cùng là dây son. Với dây son thì chúng ta cần cảm nhận thả lỏng của tay phải, bởi vì khi càng kéo tay ra xa này và trên dây son thì chúng ta sẽ càng dễ cảm thấy gồng cứng ở phần vai và phần khuỷu tay. Để khắc phục được điều này thì các bạn hãy cảm nhận là phần cổ tay của chúng ta sẽ không túm vào vĩ một lực quá chặt, mà chúng ta sẽ chỉ hơi miết vào đầu ngón tay mà thôi. Còn phần cổ tay, phần khuỷu tay và phần vai của chúng ta sẽ thả lỏng ra để có thể vươn được ra xa. Chúng ta cũng sẽ không cố gắng để giữ một cái tư thế vĩ nguyên si như này từ đầu đến cuối, mà khi chúng ta vươn ra xa thì vĩ của chúng ta có xuống thả ra như thế này. Còn lúc chúng ta ở bên trên, vĩ của chúng ta sẽ ôm vào như này. Còn lúc chúng ta kéo ra xa thì ngón tay của chúng ta sẽ có xu hướng là thả dần ra như này. Lên thì ôm vào, xuống thì thả ra. Vậy. Điều đó sẽ giúp cho chúng ta kéo được một đường vĩ dài hơn ở trên dây son. Bây giờ thì chúng ta mới bắt đầu luyện rung các nốt liền nhau. Chúng ta sẽ rung liền ở trên một nốt trước, như này. Các bạn thấy là vừa rồi mình đã rung 4 nốt pha
mà bên tay trái của mình không hề dừng lại mà nó rung liên tục qua cả bốn nốt luôn. Để có thể luyện động tác này, trước tiên các bạn hãy luyện nhịp cho bên tay vĩ trước. Chúng ta sẽ đếm trong khi kéo vĩ. 1 2 1 2 1 2 1 2. Mặc dù chỉ là kéo dây buông như vậy thôi nhưng chúng ta vẫn cần có một số điểm lưu ý như sau. Thứ nhất, các bạn hãy lưu ý là không nhấn vào điểm mà chúng ta đếm số 2. Sẽ có một số người ban đầu khi mới luyện tập có xu hướng là nhấn số 2 như này. Vậy. Khi chúng ta đã có thể đưa được đường vĩ đều có nhịp rồi thì chúng ta sẽ quan tâm đến nhịp của bên tay trái. Khi luyện tay trái, các bạn có thể dùng tay phải giữ đàn như thế này để tay trái của chúng ta có thể được tự do hơn. Đây, chúng ta đếm mà chúng ta dùng 1 2 1 2 1 2 1 2. Đó. Khi luyện dùng cho tay trái như vậy, các bạn có thể để ý là mình đưa tay trái rất đều đặn như thế này. Dù mình có ở phách số 1 hay phách số 2 thì tay mình vẫn đưa đều như này. Chúng ta cần tránh cái thói quen là nhấn vào phách số 1, số 2, ví dụ như này. 1 2 1 2. Khi chúng ta có thói quen nhấn như vậy thì chúng ta sẽ có thể tạo được cái như này. Nghe đường vĩ của chúng ta như vậy sẽ không được tự nhiên và cảm giác nó sẽ không được liền mạch. Nên khi luyện tập, chúng ta cần tách biệt được cái tiếng đếm ở trong đầu chúng ta và tay của chúng ta khi chúng ta đưa. Chúng ta có thể đếm trong đầu là 1, 2, nhưng tay của chúng ta vẫn cứ đưa đều như này. 1, 2, 1, 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kéo vào. 1, 2, 1, 2. Như vậy. Cũng như vậy chúng ta tập cái đô la. 1 2 1 2 1 2 1 2. Cuối cùng là nốt si. 1 2 1 2 1 2 1 2. Khi đã quen được với các nốt nhạc ở trên dây la rồi thì các bạn cũng có thể chuyển vào để luyện tập nốt nhạc ở trên các dây còn lại. Mình đã chứng kiến rất nhiều người khi ban đầu mới tập trên dây mi thì cảm thấy rất gượng gạo, nhưng lúc đã cố gắng đều có thể rung được ở trên cả 4 dây thì lúc trở về bên dây mi cảm thấy rung dễ dàng hơn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tới việc rung liền như khác nốt. Để tập rung liền khác nốt thì ngoài việc chúng ta cố gắng đưa tay vĩ đều giống như khi chúng ta rung liền trên một nốt thì chúng ta cần tập thêm bài tập như này. Các bạn hãy thử đặt bàn tay trên không trung này, xong các bạn sẽ đếm là 1 2 3 4. Chúng ta đưa tay giống như là khi chúng ta đang rung vậy và chúng ta đếm 1 2 3 4. Giờ chúng ta ấn ngón 1 xuống, 1 2 3 4. Giờ chúng ta ấn ngón 2 xuống, 1 2 3 4. Rồi chúng ta ấn ngón 3, 1 2 3 4. Rồi cuối cùng là ngón 4, 1 2 3 4. Như vậy các bạn thấy là khi mình đếm 1 2 3 4 và lúc mà mình ấn ngón tay xuống thì tay mình vẫn đưa đều chứ không dừng lại. Lúc chúng ta dùng trên cây đàn cũng như vậy, chúng ta sẽ đếm đều 1 2 3 4. Rồi chúng ta ấn xuống 1 2 3 4. Rồi chúng ta ấn xuống 1 2 3 4. Rồi lần xuống 1 2 3 4. Rồi lần xuống 1 2 3 4. Dừng lại. Các bạn thấy là dù ngón tay mình có ấn xuống thì cái bàn tay mình vẫn cứ đưa đều. Thì chúng ta kéo vào đoạn nhạc cũng như vậy. Đó là những lưu ý để có thể dùng được các nốt liền nhau. Các bạn hãy luyện tập và nếu thấy có khó khăn gì có thể để lại ở phần comment. Khi có thời gian mình sẽ làm clip để trả lời các câu hỏi mà mình cảm thấy là quan trọng. Các bài luyện dung căn bản của chúng ta kết thúc ở đây. Sang tuần tới chúng ta sẽ dung vào các bản nhạc cụ thể. Clip của chúng ta kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn.